Theo chia sẻ từ nhà mạng CMC Telecom, vào khoảng 2 giờ 20 sáng nay, tuyến cáp quang điện AAG đã được sửa chữa hoàn tất, giúp cho kết nối Internet giữa Việt Nam và quốc tế trở lại bình thường. Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT Telecom cho biết, từ chiều qua, tuyến cáp AAG đã được hàn nối và đến khoảng 2 giờ 20 sáng, tuyến AAG đã được khôi phục hoàn toàn. Trước đó, vào lúc 5 giờ 27 phút ngày 23 tháng 4 2015, tuyến cáp quang điện quốc tế AAG đã gặp sự cố tại phân đoạn từ Vũng Tàu, Việt Nam, đi Hồng Kông và Singapore, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng hơn 300 km. Sự cố này đã gây ảnh hưởng chủ yếu đến tốc độ đường truyền Internet giữa Việt Nam và quốc tế. Và đây cũng là lần thứ hai trong năm 2015, tuyến cáp quang điện AAG gặp sự cố.